Mày quýnh đi, mày biết có, mày hỏi làm gì nữa. Ba dễ
thường quá bà ơi. Liếc cái gì? Cái mỏ đó là không thích. Cái gì hát mà đặt cái gì kia? Đúng rồi, cái gì sao đó? Cái gì sao? Mày không, nhưng mà anh mê cái gì vậy? Sao mà anh buồn quá vậy? Không phải, anh chơi đọc lát vậy. À, lát nữa em có yêu cầu thì nghe cái sau nha. Xong ra mày. Chị hát chứ thì muốn bên ngoài. Ôi trời. Thì nhà này hát bạc nghe không mới vậy. Ờ, mấy người chú bị thao đi nha. Chú bị thao đi nha. Mày ghim ta lắm hay sao vậy? Mày ghim ta lắm đúng không? Buông tay ra. Là sao? Cái này là người yêu của lão gia là không? Một quyền trước người nước sau có quyền không nhau? Ngồi xuống, đánh lên xuống. Thế giới hòa bình, thế giới hòa bình. Bé quanh một, đánh lên xuống. Tên nghĩa gia đình chưa? Cái lời mới gạo á. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Hết thương luôn. Hết thương luôn. Hết tình nghĩa luôn. Hết luôn. Ok á. Mình tính đãi người đi ăn bữa mà mình nói bắt 20 bao nữa đãi. Đúng rồi, đúng rồi. Ủng hộ cái thằng. Mình làm cho tiên nhãn xuống rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ủng hộ cái thằng nha. Ok, ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.